Ngành điện tử đã có nhiều bước tiến trong dịch chuyển đầu tư và sản xuất, tạo cơ hội để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư FDI trong ngành công nghiệp điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chip. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng giá trị nội địa để đóng góp nhiều hơn vào chuỗi cung ứng. Tại lễ khai mạc triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam và triển lãm quốc tế chuyên ngành về máy công cụ và giải pháp gia công kim loại nhằm nâng cao sản xuất, đã công bố phiên bản đặc biệt lần thứ 16 và cuộc thi thiết kế linh vật ngành điện tử Việt Nam. Tham gia triển lãm có gần 300 thương hiệu công nghệ máy móc, thiết bị trong lĩnh vực điện tử, SMT, hàn linh kiện bề mặt tại các gian hàng quốc tế trực tuyến đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Ấn Độ. Xuyên suốt những ngày diễn ra triển lãm còn có diễn ra các hoạt động giao thương hướng đến các doanh nghiệp nội địa và quốc tế, cũng như hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp điện tử, gia tăng sản xuất, mở rộng thị trường và tiếp cận cơ hội kinh doanh quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.